con nó đen đúa vậy chứ nó có hiếu lắm con đừng lo. Dạ. Không có biết uống rượu cà phê không có gì hết. Dạ thôi vậy đi tới đây hết. Dạ. Cảm ơn mẹ. Xúc động không hả? Dạ đâu vậy đâu. Ừ, ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động như sợ luôn. Tên Trương Trung Hiếu, 33 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Nghề nghiệp của em lái xe, với ở nhà có kinh doanh cho thuê âm thanh ánh sáng thêm chút đỉnh. À, âm thanh ánh sáng đám cưới này kia đó hả? Dạ. Em ở huyện nào? Em xã Bình Đức, gần Đình Long Hưng. À, vậy là người sát bên nhà anh rồi. Dạ. Ồ vậy hả, rồi Đồng Hương nữa rồi. Bây giờ dạ. em giới thiệu về bản thân mình đi cho bên kia họ nghe. Dạ em chào hai MC, cô chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Quỳnh Kim Ngọc. Em năm nay 35 tuổi. Em ở đến từ Cai Lậy, Tiền Giang. Tiền Giang luôn? Dạ. Wow. Quê mẹ Cai Lậy. Em đang làm nghề nghiệp gì? Mẹ quê dạ Cai Lậy. Em làm ở công ty ạ. Em nhân viên kiểm phẩm ạ. Em gái ơi, quê mẹ của bạn trai Cai Lậy luôn nha. Cái quên rồi anh ơi. Rất là hợp luôn á. Rồi cưng điểm mạnh điểm yếu cưng sao nói luôn nè. Điểm mạnh em thì hay nhiệt huyết trong công việc, vui vẻ hòa đồng. Ừ. Điểm yếu em hơi nóng tính xíu. Hơi xíu hả? Nóng tính làm gì? Quăng giày. Quăng giày. Dạ không anh ơi. Bực thì em nói, còn không thì em im lặng em nói. Ờ chứ không phải quăng giày, ông Linh nói em quăng dạ giày không. Kìa. Bởi đơm đặc á thiệt á. À, em trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung cũng độc lập, như tự lập, vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì cũng làm gì không được, cũng cố gắng làm cho được vậy thôi. Còn điểm yếu đơn giản em ăn cay không được. Dễ thương nhờ, ăn cay không được. Em không ăn cay được điểm đâu phải điểm yếu đâu. Ăn cay không được tốt gì đâu, ăn cay nhiều quá nó hại bao tử. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng sơ sơ cũng có vài mối tình mà. Dài là mấy mối? Cũng gần đây cũng có một mối khoảng năm mấy nay. Vì lý do công việc em gia đình gái không thích. Gì? Tại vì em chơi bên âm thanh ánh sáng rồi đó, rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích cho nên không đi tới được hôn nhân. Trời ơi gì kỳ vậy? Em gái em chịu cái nghề bên đàn trai không em gái? Lái xe. Lái xe nè, làm cho âm thanh ánh sáng, tiệc cưới âm thanh ánh sáng đồ. Âm thanh ánh sáng được anh. Ừ. Đâu có làm sao, nghề nào cũng vậy, anh Tu là con người thôi. Quan trọng là con người. Tánh tình thôi. Tánh tình con người. Vậy em có mấy mối tình rồi? Em á cũng 2-3 mối. 2-3 mối rồi. Dạ. Rồi cái mối dài nhất là nhiêu? Chắc 2 năm mấy mà xa, ở xa. Yêu xa hả? Dạ. Vậy là nay gần rồi đó, khỏe ha. À, bạn gái em chia tay lâu chưa? Cũng năm mấy rồi anh Quyền Linh. Còn gặp nhau không? Ta lấy chồng rồi. Có gặp nhau lấy chồng rồi, từ lúc lấy chồng có gặp nhau không? Gặp cũng không dám nhìn nữa. Tại sợ phiền phức. Người ta có chồng rồi mình tới luôn chi nữa. Thì dù nhìn thôi mà. Cũng ở gần sớm luôn. Gây sớm luôn hả? Có khi nào tối nằm mơ thấy cổ không? Không luôn, từ lúc chia tay tới giờ không nằm mơ thấy luôn. Lo đi làm không? Dạ chào cô. Chào cưng. Thế người ta thật thà nằm mơ tôi còn dám nhìn nằm nữa đó. Mơ chi nữa, thôi rồi còn mơ chi nữa. Ông này số bậy số bạ không à. Rồi giờ sao nè, bây giờ mong muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ cũng đơn giản thôi, dễ nhìn là được, công việc nào cũng được, ổn định kinh tế là được. Còn như vấn đề tật xấu thì sao cũng được, miễn sao hiếu thảo với ba mẹ thì dù có xấu có nào em cũng chịu được. Rồi bây giờ em mong cái ngoại hình của cái bạn gái của mình á ra làm sao? Dạ. Trắng hay đen, cao hay thấp, tóc ngắn hay tóc dài, mặc quần áo, ví dụ mặc quần, ví dụ vậy đó. Quần áo thì chắc có bận rồi. Tưởng tượng thì chắc có bận rồi. Ý là chị hỏi mặc đầm hay là không lẽ ta tưởng tượng không mặc quần. Đầm hay là mặc quần? Mà mối thì mà hỏi kỳ quá. Tôi nói kệ tôi. Không lẽ tưởng tượng không mặc quần. Mắc cười quá. Chắc bận đầm quá. Để anh Quang coi có mặc đầm giống em tưởng tượng nha. Anh. Rồi, chào em gái Cai Lậy. Dạ. Em gái Tiền Giang. Dạ, em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ, chung thủy là được. Đừng thủy. Có gái gú, đừng cách đánh bài, cá độ gì hết. Lo làm ăn là được ạ. Có chung thủy không? Chung thủy. Có gái gú không? Không, không biết hút thuốc đâu mà gái. Không hút thuốc hay được. Bài. Dạ không anh. Có bạc rượu chè gì không? Nhậu thì chút đỉnh được, ba sĩ được. Ba sĩ mấy anh? Bốn sĩ lặng lít đó. Em với em sĩ nó anh đủ sĩ. Lít. Ừ. Ba sĩ được ha. Dạ. Giờ mình uống được không? Em cũng la ra về ly. Mẹ hả? Về hai chồng mỗi người làm ba sĩ ngủ luôn. À, không, em không tới ba sĩ đâu anh. Bây giờ là mong muốn đi, tưởng tượng đi bển sao? Em mong muốn cái người đàn ông của mình sao, giống anh Quyền Linh không hay sao? Giống anh Quyền Linh càng tốt. Càng tốt hả? Biết cách ăn mặc là được rồi. Biết cách ăn mặc. Ok. Anh không có biết ăn mặc em ơi, anh muốn mặc gì anh mặc à.
đây giống anh hồi lúc đó anh cũng ốm nhách à, cũng đen thùi lùi trang vậy đó. Tại em giăng nắng mới đen chứ em không giăng nắng đâu đây. Thấy không? Thì thôi bớt giăng nắng chút xíu đi nha. Trắng trắng chút. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị với em đồng nghiệp ạ. À mấy chị em đồng nghiệp. Mình cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em muốn chia sẻ một chút xíu với anh trai là Ngọc của tụi em là một người có chút thẳng thắn và nóng tính, nhưng mà mình thấy là một người rất là chân thật. Cho nên là em cũng có một lời khuyên nhỏ với anh chị là mình hãy dành cho nhau chút thời gian để tiến tới xa hơn vậy về đoạn đường sau này. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Ở đây á, anh đánh giá sơ sơ nè, không phải gần nhà nó nói đâu, thì thật lắm. Thật tới mức mà nãy nó có 3 xì rượu là chắc là đây là con người rất là chân tình mà chân thật luôn á. Đi với ai em trai? Đi với mẹ với dì. À có mẹ dì hả? Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào cô bé. Hiếu thì nó có hiếu lắm. Đi đâu đi chứ cũng chạy về coi mẹ làm sao. Dạ. Coi mẹ đi làm công ty mẹ về có mệt không? Tối ngày đi ở với công ty không, cũng không ở nhà. Thử ra con bấm nút với lại con của cô á, cô làm dâu á, thì cái chuyện làm dâu thì khỏi lo. Dạ. Bây giờ hiện đại lắm. Bây giờ chồng với con dâu cũng như là bạn thôi. Nhưng mà với điều kiện con dâu phải biết chuyện. Bây giờ chồng cũng vậy luôn. Chứ đâu phải mà thí dụ như về bà già chồng cà chớn rồi con dâu nó lấy gì mà nó thương bây giờ. Thành thử ra thôi bây giờ chị con nó đen đúa vậy. Chứ nó có hiếu lắm, con đừng lo. Dạ. Không có biết uống rượu, cà phê, không có gì hết. Dạ thôi vậy đi, tới đây hết. Dạ. Cảm ơn mẹ. Xúc động không? Hả? Vậy đâu vậy đâu? Không, ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động như sợ luôn. Thương nói mẹ mà. Em muốn nói mẹ gì không? Chúc Linh ơi. Nói hồi khóc luôn. Xúc động rồi. Không, nói chung là con trai vậy là biết thương mẹ lắm á. Rồi, mở rào. Hát cho quên cái xúc động rồi đi nha. Bắt đầu, bước tới hát tặng bạn gái cái coi. Anh có bỏ qua em. Hát luôn. Dạ, em cảm ơn. Nếu như ta vô tình gặp lại nhau thì hãy hứa không được buồn em nha. Rồi được em ơi. Hát tiếp luôn, tiếp luôn. Nhớ hát nếu tiếp như ta vô tình trông thấy nhau thì đừng cố âm ảnh để làm chi. Từ từ đây này. Trời ơi. Chọn nữa đi, đang hay rồi. Mà dạ, thôi được rồi. Hát hay hát đi à. Tính lỡ chờ em trong xót xa, thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm nay thành phố mưa bay, đêm nay tình nhỏ mong chờ lạc tóc luôn. Được rồi, lên đây. Đêm đến không có gì, em gửi anh chút xíu quà. Rồi, anh cảm ơn em. Mở ra coi cái gì cứng. Anh cảm ơn em, dạ. Anh cũng rất thích cái áo này. Cái tại vì ở nhà anh bận áo sọc cargo nhiều. Dạ. Nhưng mà lên đây chương trình bắt phải bận áo trắng. Vậy đó hả? Mở ra coi vừa không? Coi vừa không? Dạ, vừa. Ôi. Mặc vô luôn đi. Mặc vô hát bài nữa nha. Ủa trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vừa ít luôn, trời ơi. Cài phụ, cài rút phụ đi em gái. Quá trời rồi. Quá trời vừa luôn á trời ạ. À. Em quay qua chụp hình để có gì mình lưu lại kỷ niệm. Thầy thấy cái hộp qua trả bển luôn đi đó. Nhận luôn cả hộp cả áo đi cưng. Trời ơi. Nhanh gọn lẹ luôn. Quay qua ảnh. Quay đứa gì. Áo tao đàng hoàng cuốn tao đi. Ừ. Cuốn nó mày không nhăn anh. Bà ngoại chỉ á. Làm như dọn đám cưới vậy. Chuyện nói rồi, chuyện rồi, đi. Chào em. Nói đi, cái bó lá dừa đó em làm sao? Lá dừa đó thì tự tay anh làm. Dạ. Làm bằng lá dừa non, dừa uống nước mình chứ không phải là dừa nước. Ủa này Hiếu tự làm luôn á hả? Ừ, lá dừa đó. Ai giỏi quá vậy? Tôi tưởng là ở ngoài chỗ nào mà. Là ở dưới làm bán cho những cái tiệc cưới á. Như một bó như vậy là từ giá khoảng chừng, nếu mình giao cho tiệc mấy cái tiệm su tu vô thì 150 trở lên. Ở bó này em làm khoảng nhiêu tiền? Bó em làm khoảng 200.000 giao khách. Chúc có lấy tiền không? Dạ, ai lấy. Thì em có thấy anh đen dữ
Dạ không. Em không gầy, đụng xô nhiều quá cho nên anh đi ngoài nắng nhiều cho nên thấy đen vậy chứ. Nếu mà thường không đi nhiều cũng nhã nhã bớt chút. Anh gặp em thấy như thế nào? Thì đúng như cái người mà anh muốn tìm vậy thôi. Thích cũng người mái tóc ngang vậy. Nóng tánh cũng tốt thôi. Sau này không có ăn hiếp được anh cũng đỡ lo. Rồi sao hẹn hò đi chơi đâu bữa đầu tiên nào? Em ở đây hay là về quê? Chị em ở Tân Hương luôn ạ. Tân Hương luôn, ở trọ hả? Dạ em ở trọ. Ở trọ gần công ty không? Dạ sát bên. Rồi hình như có cây xăng chỗ nhà máy gạo cũng có dãy nhà trọ. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì đơn giản thôi. Em alo rồi, nếu mà Mỹ Tho thì anh lên đó khoảng nửa tiếng là tới. Dạ, vậy còn... Rồi mình đi ăn uống gì đó hay mà nói chuyện hiểu tính tình nhiều hơn. Dạ. Bây giờ dự định nếu mà cưới thì ở đâu nè? Em ở nhà anh được không? Trời ạ. Nói chung thì anh cũng dễ lắm. Dạ. Em làm dâu được không? Dạ. Tại dạ vì mẹ anh rất là mong một người con dâu. Dạ. Mong cháu nữa cho nên anh cũng hỏi. Bác thấy con được không bác? Thì bác thấy con với anh Hiếu cũng xứng đôi vừa lứa. Dạ. Ví dụ như giờ cho cơ hội thì hai đứa tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân cho vui nhà cho cửa, chứ giờ bác cũng không muốn gì hơn. Dạ. Đó, bác kia cửa coi. Bây giờ nào đó vậy là bác nói rồi đó. Bây giờ là Hiếu lại nắm tay em gái đi. Nắm tay nói đi Hiếu. Đứng dậy em. Qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm. Em đồng ý thì em cho anh thời gian thì chuyện nào cũng được. Dạ. Anh cũng... Thì mình cứ tìm hiểu đi, được á thì... Vậy một chút bấm nha. Vậy một chút bấm nha. Dạ. Tiêu lon. Tiêu lon trước. Còn nữa. Tiêu lon. Lâu lắm. Đám cưới là đâu có mướn ai, chi tự mình set up được hết đúng không? Dạ được hết. Cổng cưới với bông đầu tay đều làm hết. Làm hết luôn. Hy vọng cái bó bông ngày hôm nay thì tới ngày đó thì mình cũng sẽ cầm bó bông này để... Rồi để từ đây đám cưới luôn hả? Ở này để lâu lắm anh Linh, để cứ mấy tháng cũng được. Rồi tính. Lá dừa mà. Tức là ông canh là mấy tháng ông hốt rồi đó. Mấy tháng là làm đám cưới đó cho nên canh bông dừa này. Bây giờ nè, em gái hát tặng Hiếu một bài gì. Rồi, đi. Em hát nguyên trường quay vậy hết. Hiếu hát bài nữa đi nào. Tay hát hát bằng mình nữa rồi mình... Rồi em hát đi. Rồi em hát câu thôi nha. Rồi vô. Dạ. Mười ngón tay tô hồn nét môi, ngón cái bên xu ta trong tình đôi, ngón cái bên là ngón tay mơ mộng, ngón tay bên hồn giấc mơ. Thôi được anh chị ơi. Hai đứa giọng nó giống nhau dễ sợ luôn á. Được, được này tay cung quá chứ này. Rồi giờ hai đứa giọng lại nè. Giống nhau ghê luôn. Rồi tới Hiếu hát đó. Nắm tay nè ngoài. Hát nữa hả? Bằng lòng đi em mai. Đúng rồi. Bằng lòng đi em anh về quê. Gước má lên liền. Ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuống ba lá. Ba má ngồi trên đầu ghe. Khúc sợ em quên rồi. Được đó, có nói vui nhà vui cửa đúng không? Rồi để ta nút bấm đi Hiếu. Bấm nha em. Dạ. Đây. Sau 3 tiếng đếm nha. Ông tiêu lòn luôn rồi bấm để em kìa. 1 2 3 Vô. Đó, ăn quá ăn. Nắm tay nhau được rồi đó, chính thức hai em đã hẹn hò. Bùng quá ông ơi. Rồi, đó. Rồi bây giờ hung hả? Hung. Rồi xin phép mọi người ha. Không có ông hung đây là cha hung con không nội. Đây hung ở má. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng.
Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian đấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào vừa dạ, năng dạ. hết. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó, phải chị. Như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Lớn lên đi chợ, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính và nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, sao nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ. Một mối tình, được mấy năm? Dạ, cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ, đúng vậy rồi. Vậy mình yêu nhau được bao lâu? Dạ, yêu nhau cũng được 1 năm mấy chị. 1 năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi, em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn định đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi, chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng. Khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn là... Em muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính à. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu, chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Dạ. Còn mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều lắm. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? À. Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. À. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tắt, với lại nhìn được là được rồi. Dạ. Thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này thì có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì
và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng, là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. À, dạ. Khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. À. Giống như ở trong chỗ em làm, anh Đăng giống như bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè, tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Vâng. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Thư anh à? Đọc trước rồi xong anh gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021. Chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh. Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây có bà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của ba em. Hy vọng ba em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Ba em cũng là thần tượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. À, tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. À, sorry. Xin lỗi nhà gái, em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Sao anh thấy sao, anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy anh cũng hiền á, nhưng mà không biết anh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mà tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế?
Dạ, tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra đường mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là giống như là stop luôn đó cô. Bạn Nam là ở phòng gym. Dạ. Gọi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã. Phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa, nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc. Và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa, và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà ấy. Thì nó chỉ là một phần nào đó, là còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn, anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó khác với cái chuyện về tình yêu, kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen. Cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em. Em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi, chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. À, 2 năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là... 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa thì kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn còn trẻ mà đúng không? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 10, 32, trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ... em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó. Giống như anh nói còn 2 năm nữa, còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không thể nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai có bấm nghe một cái cạch em gái không bấm. Thấy rất rõ. Thôi, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị.